Ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi mới. Nó sẽ là Play Together. Có thể là lần đầu tiên chúng ta mình xài con game này. Trên YouTube mình đã thấy có bạn bè của mình chơi cũng có chơi trò này rồi. Kể cả trên YouTube có một kênh, có người cái kênh mà mình đăng ký thấy có chơi trò free chơi này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đăng nhập vào. Đó, bây giờ yêu cầu đăng nhập vào này. Đó, các bạn thấy bây giờ bấm vào Dog in Facebook. Thì đây là lần đầu tiên mình chơi, mình sẽ thử xem một trò chơi này chơi như nào, không biết là chơi mình chơi như nào, thì vì đây mới lần đầu tiên mà bạn biết là bây giờ mình chơi trực tiếp trên giọng trên máy tính mình luôn chứ không có dùng điện thoại để chơi xem có như nào nhé bạn. Bây giờ mình bây giờ yêu cầu đăng nhập thì mình sẽ chọn đăng nhập bằng tài khoản Facebook của mình. Thì các bạn thấy đây là ngày hôm nay, là mình nói là ngày hôm nay mình chơi trò này. Như mình nói là đã từng thấy trò này từ cái lúc mà mình tiếp tục luôn, tiếp tục lúc nãy mình đăng nhập rồi xong mình quay lại quay phim, bây giờ đăng nhập lần nữa này. Ok, tôi sẽ chấp nhận toàn bộ luôn cho nó chắc ăn. Đó, vì thế chúng ta đã xong thì bây giờ sẽ tiến hành chơi. Không biết chơi cái này cho nên nào, khả năng này không biết một lần chơi nữa, mà chưa chơi Liên Quân bao giờ, mới có chơi Free Fire bây giờ chuyển sang lúc nãy chơi Free Fire bây giờ chuyển sang trò chơi mới này. Mình đã từng thấy cái trò này lúc bạn bè có chơi trò này rồi. Đáp xin việc nhấp vào màn hình này, bạn bè cũng chơi rồi. Giờ chọn giờ cái gì đây, hay chọn skin à? Đó C này. Cái tracker mình không biết đổi thế nào đây, thử đổi một tí xem thế nào đấy các bạn. Ski này là mặc định này. Rồi, cái này đúng không ạ? Rồi, sẵn sàng, rồi bắt đầu luôn. Đây, tên tôi. Tôi tính là sẽ không gõ tên tôi, nhưng mà tôi gõ tên tôi nhưng mà tôi không có sử dụng để đây. Thì đây là lần đầu thì mình không biết là chơi nào. Nói chung là khả năng sẽ rất là sướng. Mấy cái clip, có mấy cái video mình xem thấy có cái ông ấy vừa chơi cái trò này xong là kiểu thấy chơi nhau, nhắn tin nhau đấy. Thế mình chơi mới được. Để xem thế nào. Và không biết là bạn bè một thêm có những cái bạn bè mình không có chơi, mình hỏi những trò mình có chơi trò này không? Ngoài solo hai trò kia ra xem Robots và Minecraft thì không biết mấy người có chơi những trò Free Fire không? Chơi Free Fire thì có chơi Free Fire không? Mình thoát ra rồi này. Đây bị down thoát ra rồi này, nó nhảy về cái màn hình menu lại như nào? Không thì phải
cài lại game tải được hoặc như nào đúng không ạ? Thì thoát ra rồi, bây giờ mở lại thì mở không? Các bạn đợi một chút. Máy của mình nó cũng khả năng chạy được gì. Mình thử. À còn cái khác thì vẫn đang xài bình thường, cái phần khác những cái ta taskbar và các kiểu cái khác vẫn dùng ngon lành ấy. Chỉ có cái này bị treo đơ thôi, chắc máy của mình nó không đủ điều kiện chạy được, khả năng thay processor phải thay core i5 thay core thay cái chip CPU mới được các bạn. CPU của mình nó cũng thậm chí là không thể hỗ trợ nâng cấp lên Win 11 được, khả năng là phải thay sang cái CPU khác thì mới hãy nâng cấp lên được. Nó bị treo 69.33% các bạn, không nó với bạn thấy nó chỉ lốt đến đây, nó không chạy tiếp được này. Ô lên rồi, ô 79 rồi này, nó không chạy nữa, coi là mình kết thúc clip luôn, vì là cái game này khả năng nó bị treo không bị chạy được rồi. Này chơi nào, mới đây mới lần đầu đấy mình chưa chơi bị này, khả năng chuyển máy mới được. Mà không biết để chuyển máy chơi có ngon không. Cái cái máy mình đã hỗ trợ TPM 2.0 rồi, cũng còn chưa để nâng cấp được cái pro cái cấu hình cái chip của mình. Cái chip của máy này nó không có hỗ trợ đâu, phải biết được cái chip nào mà nó hỗ trợ được. Không có
Ừ, xem nào. Xem nào. Cái này bị thoát ra rồi các bạn. Năng là cái này không mấy cái máy mà không cái BlueStacks này không thể chạy được cái Projecator, khả năng là mình phải cài phải dùng cái app game loop xem có chơi được không. Nếu mà game loop Free Fire còn chạy được, bây giờ thử chơi trò xem có chơi gì khác chơi không ta. Của mình cái máy cái Android BlueStacks này không chạy được, nó bị thoát ra này. Mình bấm vào đây chạy là nó phải mở từ đầu. Để chơi Free Fire còn chơi được này. Tỏ là cái ổ cứng thì vẫn còn ngon chạy được. Để chơi cái YouTube được. Để chơi cái Evony. Khả năng mình sẽ kết thúc clip ở đây thôi, để video xong mình sẽ chơi trò chơi mới. Nhưng mà có một trò chơi mới thì mình sẽ để stream. Chung cái này không chơi được các bạn, khả năng là phải thay cố hình mới được, phải thế nào để cách nào đó để có thể chơi được, không đổi máy khác mình chơi. Nếu máy khác chơi được thì mình sẽ xin quay cho các bạn. Máy mình không có thể chạy, không chạy được cái trò này PKSD này. Thế này mình lúc mà vào Play Store mình thấy trò này kiểu nó ngon, mình chưa chơi rồi. Thể là clip sau mình sẽ chơi. Họ clip, bây giờ clip mình sẽ kết thúc này.